Chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học tự học lập trình Python. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu vòng lặp for, tuy nhiên nâng cấp hơn một chút đó là vòng vòng lặp for lồng nhau. Thì chúng ta phải ôn lại cái hôm trước bài 14 đã dùng cái hàm hàm, hàm range này rồi. Dùng trong for nó để định nghĩa vùng lặp dữ liệu và bước lặp. thì hôm nay chúng ta sẽ phải nhắc lại cái này để tí nữa chúng ta áp dụng vào vòng for nếu như mà chúng ta muốn xem chi tiết thì chúng ta có thể xem lại bài 14 Còn nếu không thì hôm nay chúng ta sẽ nhắc nhanh lại một chút là hàm range nó sẽ bắt đầu bằng begin n là kết thúc là cái giá trị cận kết thúc và step là cái bước bức lập Đấy, ví dụ như là ở đây là chúng ta có viết gen bằng 10 thì sẽ được hiểu là nó chạy từ 0 cho đến cận 10 khi viết gen bằng 10 thì đồng nghĩa việc là chúng ta hiểu sẽ bắt đầu từ 0 kết thúc bằng 9, tức là bằng 10 trừ 9 mà, 10 trừ 1 bằng 9. Bước nhảy mặc định nếu chúng ta không ghi nó sẽ hiểu là 1. Còn ở ví dụ này thì bước nhảy chúng ta sẽ có đầy đủ cú pháp là begin bằng 1 này, step bằng 2, được chưa? Begin bằng 1, step bằng 2 và cái giá trị cận nó nhất nó sẽ nhảy từ 1 xong cộng thêm 2 là 3 này, 5 này, 7 này, 9 này. Ở chạm đến 9 rồi nó nhỏ hơn 10 rồi. Nếu mà giá trị tiếp theo nó là 11 thì không được. Đấy, giá trị bằng 10 cũng không được. Bởi vì bước nhảy của nó là 2 cho nên là giá trị lúc này nó sẽ dừng lại ở số 9 Đấy Thì ôn lại cái này một chút Thì tí nữa vào bài tập chúng ta sẽ lại gặp lại hàm này Đầu tiên là chúng ta sẽ đi xử lý cái bài là xuất bảng kiểu trương Các bạn mở PyCharm lên Các bạn kích vào mở PyCharm bình thường nhé Sau đó thì chúng ta chọn New Python file Bài 15 Rồi để xuất bản kiểu chương thì từ đầu tiên chúng ta sẽ dùng hai cái for lồng nhau for i e, in run từ 2 đến 9 đi. Từ 2 đến 9. Từ 2 này đến 9. Rồi, step test là 1. Đó. Viết đúng cú pháp nhá. Có begin này, end này, n đến 9 thì tức là chúng ta chỉ nên đến 8 thôi, như vậy là chúng ta phải lên 10. Thì nó sẽ chạy từ 2 đến 9 đúng không ạ? Bởi vì step là 1. Rồi chúng ta ghi như này cũng được. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng số 1 này. Đây, cho print luôn in print luôn y nhé để các bạn xem nhá. Rồi print y này. shift F10 chạy này. Rồi các bạn thấy chưa? Nó in từ từ 2 đến 9. Đó. Bởi vì step nó là 1. Bây giờ chúng ta thử xóa một đi. Rồi lại chạy lại, căn trục F10. Giờ các bạn vẫn thấy nó là từ 2 đến 9. Như vậy là đúng lý thuyết chưa ạ? Các bạn không nhập vào step nó sẽ hiểu là là mặc định là số 1. Đấy, còn trường hợp chúng ta cứ nhập theo 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 công thức để cho mới học thì cứ nhập theo công thức để chúng ta hiểu cũng được. Đấy, tuy nhiên là chúng ta vẫn phải nắm cái trường hợp rút gọn. một số người viết rút gọn chúng ta hiểu. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta viết lệnh thì chúng ta nên dùng rút gọn để cho nó ngắn. Ở đây mình đã viết từng minh nhá, phải một được chưa Rồi, print e thì nó ra như thế tiếp theo chúng ta dùng một cái vòng lặp nữa for j in à, cũng chạy từ 2 cho đến 10 à dưới này thì viết kiểu kia đi từ 2 đến 10 thôi và chúng ta không ghi step nữa giống nhau đúng không ạ ở chỗ này chúng ta print g e thử nhé nào print g e. rồi các nhau ship f10 rồi các bạn thấy chưa cái này print g e thì nó sẽ chạy là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xong lại 2, 3, 4, 5, 6, bảy Rồi. Bây giờ tại sao nó lại chạy nhiều lần như vậy? À, chúng ta sẽ giải thích bằng cách là chúng ta print print thằng y trước. Được ạ. chúng ta phẩy à, cho nó một ít khoảng trống vào đây hoặc là dấu gạch nối đi, à, nhân đi. Dấu nhân đi, đấy. Rồi là gì? Là các bạn sẽ thấy là tại sao nó lại ra như thế. Rồi chúng ta Ctrl ship F10. Chạy. Nào, rồi chỗ gì không để nháy kép nha, gì là biến, chúng ta không để nháy kép. Các em ship em 10 Rồi. Vòng y vòng vòng lặp này nó sẽ chạy như sau này. Thứ nhất là thằng j của chúng ta sẽ chạy từ 2 đến 9 đúng không ạ? Các bạn để ý này, gì này, gì là cái đối số ở okay, cái cái biến ở bên phải chúng ta đang 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 in ra màn hình này. 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Thế thằng y này nó lại chạy từ từ 2 đến 10. Các bạn nhìn cột bên trái này. Cột bên trái là giá trị của y khoảng có thấy nó giữ nguyên không? Giữ nguyên từ giữ nguyên hai. Sau đó thì tức là thằng y lúc đầu nó nhận giá trị ở đây là bằng 2. Lúc đầu là y ở đây bằng 2, được chưa ạ? Sau đó là y bằng 2 nó chạy hết cái vòng for này. Thì chúng ta sẽ được giữ nguyên y ở đây là 2 này. Sau đó nhân với j thì thằng thằng này nó sẽ chạy từ 2 đến 9. Thì thằng này nó là 2 này thì ở bên này giữ nguyên 2. Sau đó nhân liên tục à, chạy với 2 3 4 5 6 7 8 9. Khi chạy hết nửa thằng này bằng 2 rồi. Tức là cái vòng for con này này nó chạy hết lượt rồi thì tiếp tục nó lại nhảy lên vòng for trên nó kiểm tra à lúc này y của tôi là bằng 3 phải chưa y bằng 3 thì à, 3 lại giữ nguyên sau đó thì lại chạy hết vòng for con bên dưới à, các bạn sẽ được kết quả bên dưới là gì 3 uh, sao 2 3 sao 3 3 sao 4 3 sao 5 đúng không ạ cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chạy giá trị y giữ nguyên và chạy lần lượt hết for con sau lại lấy nên là y bằng 4 đấy thì ở đây là nếu mà mình muốn xuất bản kiểu chương Thì chỉ đơn giản thôi là chúng ta chỉ cần thêm cái gì vậy đây à, Cái bài này cơ bản thì các bạn học rồi đúng không Chúng ta print ra, chúng ta y này thì sẽ ra biến y này Z sẽ ra biến Z này những cách nhau bằng dấu phẩy Sau đó thì chó chuỗi ở giữa thì Dấu sao bình thường thôi Tiếp theo nếu chúng ta muốn nó bằng à, Bằng kết quả luôn Xuất bản kiểu chương mà thì nó phải cần bằng đúng không ạ Bằng thì chúng ta nó là cái ký tự bình thường thôi Chúng ta lại cho vào nháy kép rồi, Nó sẽ bằng đúng không ạ và bằng cái gì? bằng y sao z và bằng y nhân z thôi đúng không? ạ? y sao z tức là gì? chúng ta xuất ra y sao z bằng y nhân z ở đây là y nhân z các bạn nhé y nhân z khác với y sao z trong chuỗi à, cái y phẩy này là biến y này z này là biến z này à, nhưng cái sao này là ký tự thì sẽ viết ra là a 2 sao hai ví dụ thế thế nhưng mà cái chỗ đoạn này là là y nhân z thì lúc này là biến y nhân biến z nó sẽ ra kết quả của y z cantor ship F10 chạy thử này. Rồi. Như vậy là chúng ta đã ra được cái bảng cửu chương rồi. Đấy. Thế thì kết thúc mỗi cái vòng for này. Chúng ta muốn kết thúc mỗi vòng for này chúng ta sẽ sử dụng một cái cái dấu để ngăn cách thì các bạn sử dụng cái nháy kép này các bạn chẳng như ngăn cách bằng dấu trừ đi à, dấu trừ các bạn nhân 10 nó lên Đó. một ký tự nhân 10 lên thì ra 10 cái ký tự giống nhau các chú ship xem 10 này rồi các bạn thấy chưa? Thì có phải là cái bảng cửu trương của chúng ta này từ từ tầng 2 nhân 2 bằng bằng 2 cách bằng 3 bằng bằng một cái 10 cái ký tự dấu trừ này. Các bạn thay cái này bằng phím thăng hay cái gì thì nó cũng sẽ đổi thôi, Ctrl Shift F10 này. Đó, nó sẽ thay bằng thăng, được Thì cái này bài trước đã nhắc rồi, đây vẫn nhắc lại cho các bạn để các bạn nhớ thôi. Thì chúng ta để dấu trừ cho đẹp nhé Dấu trừ Ctrl Shift F10 chạy này. Đấy. Đấy thì chúng ta đã xuất được cái bảng cửu chương rồi tại sao là mỗi khi mà kết thúc cái vòng for con này này là chúng ta thêm cái thằng dấu trừ này vào nó đặt đúng vào vị trí này. À là bởi vì là cái thằng y lúc đầu ấy như lúc trước giải thích y lúc đầu nó bằng 1. Được chưa Bằng 1 giữ nguyên à, y bằng 2, y bằng 2 nhá, y bằng 2 giữ nguyên 2 bằng y sau đó thì là thằng di nó chạy từ 2 đến 9 đúng không ạ? 2 đến cận giá trị của cái này step là 1 là 9. Đấy. Thì nó chạy bằng 2 đến 9 sau khi chạy hết cái vòng for con này rồi. À, nó chạy đến nó kiểm tra đến cái dòng này nó in cái dòng này ra được chưa? nó in cái dòng này ra xong rồi thì nó lại chạy lên đây nó kiểm tra à y lúc này bằng hai rồi hiện bây giờ tôi chuyển sang y bằng ba đấy thì y bằng ba xong rồi thì nó lại chạy liên tục thành hàm ba này và nó lại chạy đến cái dòng này chạy đến dòng này thì nó lại in ra một cái dòng là 10 dấu trừ sau đó lại chạy sang bằng 4 như vậy là bài này đã giải thích rất là chi tiết rồi thì các bạn chắc là cũng đã nắm được bài rồi đấy, tiếp tục là chúng ta sẽ sang cái bài tiếp theo đấy, cái bài vẽ cái chữ N trước Thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của cái việc là chúng ta vẽ chữ N Nó như thế nào Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng Python um, các bạn tạo ra một cái bài là Python file bài 15 Giả sử như chữ N đi, bài 15N đi chưa Rồi bài 15N Thế thì chúng ta sẽ nhìn cái file Excel mình đã tạo sẵn như sau À thì cái cột này là cái cột hàm cái cái cột y của chúng ta chạy đây. Y sẽ chạy giá trị ví dụ như từ 0 đến 6. G sẽ chạy giá trị cũng từ 0 đến 6. À, các bạn để ý là chữ n được viết ra khi mà gì? Y bằng 0 Y bằng 0 và G bằng 0 là một điểm này. Y bằng 1 và G bằng 0, ở đấy. Ở đây là đây là mình ăn nối các cái giá trị với nhau rồi. Đấy à, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn để sử dụng cái Excel luôn để các bạn là vẽ được những cái bảng như này để sau này thì mình có thể vẽ được rất nhiều những cái cái chữ khác mà chúng ta muốn vẽ lên miễn sao là chúng ta xác định được tọa độ của nó thôi Thế thì ở đây ví dụ như là chúng ta có y chạy từ 0 đến 6 z chạy từ 0 đến 6 à, đây là thằng y bằng 0 này các bạn nhìn nhá y bằng 0 ứng với cột này thì y bằng 0 z bằng 0 ứng cột tiếp theo là y đây cột y mà cột này của y nhá giá trị của y này thì y bằng 1 thì thằng z bằng 0 đúng chưa giống thằng 0 xuống này giống thằng 1 xuống này thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng cái hàm Excel để các bạn kéo được cái cái cột thứ tự như này chứ không phải ngồi nhập là à nhìn thằng bên này là không thằng này bên này là không thằng này bên này là một thằng này là không thì nhập nó rất là lâu thì các bạn có thể sử dụng hàm Excel à, thì kéo như thế nào thì các bạn là lấy cái thằng Đấy cái hàm đó cái hàm là các bạn uh, cho thằng này bằng này cái ô đầu tiên nhé ô bằng đầu tiên này các bạn cho nó bằng cái um, cột B3 đây này nó bằng cái cột B3 và cột C2 đây này C đô la 2 này thấy chưa nó sẽ bằng cái cột bằng cái cột y tại 00 không này không ấn phím và Shift ship 7 nhé Shift 7 là và này và cái cột C2 này này đó thấy chưa Đấy, thì nó sẽ ra không không như này chưa? không không như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ khóa cái thằng cái hàng hàng đầu tiên là cái, cái cột đầu tiên là chúng ta giữ nguyên đúng không ạ bởi vì là b giá trị nó bằng không mà bạn khóa cột trước thử khóa cột nhé cái thằng đầu tiên là chúng ta khóa cột ấn ship và 4 này thằng thứ hai là chúng ta khóa hàng cái ô thứ hai ấy là chúng ta khóa hàng ấn ship 4 để khóa cái này lại à, xong các bạn kéo cái này sang ngang đấy kéo cái này xuống dọc à, thì nó sẽ được như này thôi Tất nhiên là nó sẽ bị vàng khè hết bởi vì là vừa nãy mình đang kéo vàng. Đấy thì mình canh Z lại nhá. Đấy sau đó thì các bạn à, bôi vàng nó thôi. Đây. Đây lúc đầu mình kéo nó sẽ trắng như này, sau đó thì mình bôi vàng thôi, bôi vàng thằng này. Bôi vàng thằng này lại. Bôi cho màu vàng đó. Chúng ta xếp cái hàng này. Đây. Cái chữ N. Thế thì chúng ta à, nhìn vào đây chúng ta sẽ biết là chúng ta cần tô cái dấu x của chúng ta vào đâu đúng không ạ? Chúng ta thực hành nhá. Đây, chữ N đây. N đây. Đấy. Tương ứng với cái bảng này. Được chưa Chúng ta mở PyCharm lên chúng ta viết chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho là N bằng input INT, được chưa Tức là chúng ta nhập vào một cái biến N nhập vào chiều cao mà. Input nhập vào chiều cao, được chưa nhập vào chiều cao, cựu thế hai chấm cái chiều cao này thì để tùy các bạn thôi tí các bạn nhập sau o i e inran rồi ran n rồi lại nhắc lại thằng ran cái thằng ran này thì gì viết n này thì hiểu gì hiểu là nó chạy từ không đến n với step là một được chưa ạ thế từ không đến n thì nó chạy những giá trị nào À ví dụ như n bằng 7 thì chạy từ giá trị nào ạ? Run của cái này nó chạy những giá trị nào? Các bạn có trả lời được không ạ? Thử thử nhá, thử thử để các bạn hiểu này. for i e in RAN 0 từ 0 đến 7 và sẽ test là 1 print này. Các bạn sẽ thấy nó chạy từ 0 đến 6 bởi vì là cái giá trị cận nó nhất đúng không ạ? Không chạy đến nó mà pin i e nhắc lại hơi nhiều một chút ví dụ như cái này mình nhập là 7 nhưng mà nó chẳng tác dụng gì đâu bởi vì là mình đang để trong này là 7 mà rồi được chưa cái dòng n nhập bằng 7 ấy, nó không có tác dụng gì bởi vì sao cái hàm mà chúng ta đang viết tường minh ra từ 0 đến 7 rồi nên chúng ta nhập đến 7 cái nào này không có tác dụng gì đâu nhá thì chúng ta sẽ thấy là nó chạy từ từ 0 đến 6 được chưa ạ rồi quay trở lại bài toán ra là for i e in range n đấy tiếp theo nữa là chúng ta dùng một hàm for thứ hai là for z in rent của n tiếp chưa? Yeah. rồi tức là gì thằng y này nó sẽ chạy đến cái biến n-1 bởi vì là cận n nhất step là 1 mà thì sẽ chạy đến n-1 giống như vừa nãy chúng ta để là chạy đến 7 thôi thì nó chỉ chạy từ 0 đến 6 thì ở đây cái hình vẽ của chúng ta nó cũng là chạy từ, từ 0 đến 6 đây là giả sử như tí nữa mình cũng sẽ nhập giá trị 7 để vẽ cái hình hình này tương ứng với cái giá trị n chúng ta sẽ bằng 7 để các bạn dễ hình dung chứ còn nếu mà chúng ta để nó nó không phải số cố định thì chúng ta rất là khó vẽ thì tạm thời là vẽ giá trị bằng 7 cho các bạn dễ hình dung nhá thì y nó sẽ chạy gì từ 0 đến 6 đúng chưa z cũng sẽ chạy từ 0 đến 6 thế thì bây giờ làm thế nào để chúng vẽ tọa độ này à, thằng này tức là thằng này cái cột này này các bạn để ý này cột này cột cột giá trị của z các bạn thấy tất cả cái cột giá trị của z này chưa nó nằm trong cột không của z như vậy chúng ta sẽ xác định là gì nếu di bằng không đấy đây là lý do tại sao chúng ta lại có cái dòng di bằng không này di bằng 0 chưa rồi di bằng 0 này tiếp theo thằng này là bằng thằng thằng này thằng của cột nào đấy các bạn thấy này cột này là di toàn bộ bằng 6 hết thì chưa thằng y bằng bao nhiêu không quan tâm nhưng mà tất cả cột di của chúng ta đang bằng 6 hết sạch ạ thì chúng ta gì hoặc di bằng 6 chưa hết chưa là vậy chúng ta đã có hai để chúng ta xác định được hai cọc này rồi và tí chúng ta print ra cái sao ở tại hai cái vị trí điểm này thôi cứ thằng nào như này thì chúng ta print sao ra là được đúng không tiếp theo này là cái thằng hàng đường chéo đường chéo các bạn thấy có một đặc điểm chung là gì 0 không 1, 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 đấy thì sao thì tức là thằng thằng y nó bằng thằng j đúng không ạ Hoặc là gì hoặc là y bằng gì rồi y bằng gì sao chúng ta parin ra cái thằng là dấu sao parin dấu sao nhá dấu sao đây dấu sao phím tám ship tám rồi à, và chúng ta để một cái dấu hàm um, n ở cuối cùng n tức là kết thúc thì chúng ta cho nó bằng một cái gì đó thì tạm thời bây giờ chúng ta để một dấu cách nhá đấy tức là gì nếu như mà gặp những cái ô như thế này thì chúng ta ở nhà gặp ô như ô này thì chúng ta print ra một dấu sao và đằng sau nó là một dấu cách để giãn cách ra thôi rồi bây giờ xong cái hàng đấy rồi mà nếu không thì gì nếu không tức là nếu như không phải các ô này thì chúng ta print cái gì đây này nếu như cái ô trắng này chúng ta print cái gì ạ print ra khoảng trống đúng không ạ thì những chỗ này chúng ta sẽ print sao này ô vàng chúng ta print sao này thằng này sao này thằng không một không hai không bốn tức là những cái thằng không thỏa mãn cái điều kiện phía trên này thì chúng ta sẽ print ra khoảng trắng để print khoảng trắng thì chúng ta sẽ để là print này print khoảng trắng là một cái nháy kép thôi dạ. Được. cách ta rồi tiếp theo là chúng ta để cũng là phẩy n bằng cũng kết thúc bằng một cái phím cách Đấy, để cho nó giống cái thằng trên cách đều nhau thôi rồi tiếp theo là chúng ta kết thúc cái vòng for con thì chúng ta phải xuống dòng được. chúng ta print một cái dòng trống nữa để xuống dòng bởi vì là khi mà chúng ta chạy được cái hết cái hàng này hết cái hàng này thì có phải chúng ta phải xuống dòng không xuống dòng thì chúng ta phải print ra một cái khoảng trắng để nó xuống dòng thôi rồi chúng ta chạy thử nhá anju ship f 10 hãy thử nhập giả thử như trường hợp là mình để 7 đi được chưa rồi ạ các bạn thấy nó lành chữ n chưa à chúng ta thử tăng dấu cách này lên nhá đây em nào rồi chiều cao 7 đấy chữ nào chúng ta giãn hơn ra chưa Đã kéo cái khung này lên cho các bạn nhìn một chút này đây được chưa à, thả thử một dấu cách nữa xem nào mười 10 nhập chiều cao 7 rồi nó lại dọn ra đúng không ạ giảm đi Đấy. Nó xin 10. 7. Rồi. Nó lại thu lại. Đấy thì cái cái việc mà cho thế nào thì là để chúng ta chỉnh bày cho nó đẹp mắt thôi. Đấy giả sử như đây mình đang để ba dấu cách nhá, để ba dấu cách đi. Nó sẽ 10. Đẹp cho cao 7. Đấy. Thì chúng ta đã xong chữ N rồi. Thế bây giờ cùng với bài toán như thế này, không phải là chúng ta viết chữ N nó 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 nghiêng sang bên đây là gọi là bên uh, sược bên nào nhỉ? Bên, bên nghiêng sang bên trái nhá, nghiêng sang bên trái. N nghiêng trái. À bây giờ là chúng ta sẽ sửa thành N nghiêng phải. Thì chúng ta cũng tìm hiểu quy luật nó thôi. Bây giờ nghiêng phải này. Uhm, có sang đi cho đỡ mất cái này. Ok. Cóp xuống dưới. Thì chúng ta sẽ để N nghiêng phải. Có vào mắt trắng nó đi. Nghiêng phải thì là nó bắt đầu từ ô này đúng không? Rồi. Okay. rồi như vậy là cái quy luật của cái 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 nghiêng phải này này thì thứ nhất là thằng này thì vẫn là di bằng bằng không đúng không thằng này vẫn di bằng không à, chúng ta có cái bài này sang một cái phần bài 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 mới nhá để chúng ta đỡ lẫn bài này can cho tiếp rồi new bài 15 anh ngang n phải đi n phải n nghiêng phải rồi p tăng p toàn bộ cốt sang sửa một chút thôi để sửa cái gì để chúng ta thấy là cái dòng thứ nhất là ngày cái đoạn này này là chúng ta với lấy trị y bằng g đúng không ạ thì chúng ta phải sửa cái này à, bây giờ nó không bằng y bằng g nữa mà chúng ta gì nó bằng các cái ô này à, thì các bạn để ý là các cái ô này chúng ta thấy là gì đây là tự các bạn nhận ra thôi nhé bởi vì là, là mỗi một cái hình vẽ nó sẽ có cái quy luật khác nhau nếu như mà chúng ta tìm được ra quy luật của nó thì viết cực kỳ ngắn còn nếu không tìm được ra quy luật của nó các bạn viết tọa độ của từng ô này ra cũng được ví dụ như là chúng ta hoặc là thằng J, đây, đây là cột G đúng không ạ di đây là cột của J nhé đây là cột của y này hoặc là J bằng một và y bằng năm đấy thì nó sẽ ra ô năm đúng không ạ thì chúng ta điền cái điều kiện này vào đây và nó sẽ print sao ra đúng không đấy, nhưng trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy một điều kiện chung đó là gì ạ ở đây điều kiện chung nó là chúng ta cộng hai số y và J ở cái hàng chéo này này tổng của nó đều bằng 6 bạn thấy chưa không cộng 6 bằng mấy 6, 1 cộng 5 là mấy, 2 cộng 4, 3 cộng 3, 4 cộng 2, 5 cộng 1, 6 cộng 0. À, như vậy chúng ta chỉ cần sửa cái điều kiện chỗ này là y cộng di thực sự bằng, à, đây là phép so sánh các bạn nhé. So sánh nên, nên chúng ta phải dùng hai phím bằng nha, bây giờ điều kiện mà, để thức điều kiện bằng mấy ạ, bằng 6, rồi chưa ạ hoặc là chúng ta để bằng n đi, được chưa? n n 1 nhỉ. Ở đây là bằng n 1. rồi tại sao n trừ một bởi vì là chúng ta ren đến n thì nó sẽ chạy từ 0 đến n 1 một mà đấy thì chúng ta đang viết cho cái biến n thì bị chiều cao bất kỳ can cho ship f 10 chạy thử nào nhập vào bảy đi được chưa các bạn thấy cái chữ n chúng ta nghiêng như này chưa Đấy chưa giống cái hình này chưa oh. rồi đấy thế bây giờ chúng ta thử nhập vào một cái chiều cao khác đi nhập vào chiều cao là mười hai đi, ồ oh, nó bị lệch rồi đúng không? khi mà lệch để mười hai chúng ta sẽ phải căn chỉnh lại các cái, các cái chiều ngang này để chỉnh lại một chút để cho nó đỡ bị lệch, nó sẽ đúng với trường hợp là là bảy, mười hai là mười một à? là thử giãn cái dòng, giãn dòng ngang. Rồi cái chỗ này nó đang nhầm một chút ở đây này Bởi vì là chúng ta đang viết cho trường hợp bằng 6 Vừa nãy là khi mà giảng lý thuyết Bằng uh, tạm thời ứng trong những cái trường hợp Là chúng ta là là đèn để n bằng 7 Nên là khi viết hàm chúng ta có nhầm một chút Nhầm một chỗ là nó chỉ đúng với Với trường hợp này là bởi vì chúng ta đang lấy G, G bằng 6 luôn này à, G bằng 6 tức là một cái trường hợp cụ thể Khi n bằng 7 Bởi vì cái n chúng ta để render Thì nó sẽ chạy từ 0 đến 6 mà Đấy, Vừa nãy vì chúng ta nói nhiều quá đến từ 0 đến 6 nên là chúng ta nhập nhầm ở đây. Thì thực ra thì thằng này nó là n 1 đến n 1 chúng ta chạy cho đến n thì thằng này nó phải phải là gì? n 1. Đấy, đúng theo biểu thức hàm ranh, để nhắc đi nhắc lại hàm ranh thì bởi vì là chúng ta chạy đến giá trị n 1 thôi thì chỗ này sẽ phải sửa lại là n 1 và cái bài bên này cũng thế, bài bên này sẽ là sửa thành n 1 nhé. n 1 được chưa ạ? Rồi. Đấy, thì khi mà chúng ta sửa như này chúng ta chạy thử này, Ctrl 10 giảng nhiều quá đến phần 7 cho nên là chúng ta viết nhầm rồi enter này được chưa chúng ta đã có chữ n rồi với chiều cao là 12 đúng chưa thử chiều cao là 9 nhé 9 này rồi chữ n được chưa tương tự thằng bên này cũng thế thôi các sĩ 10 thằng bên này là chữ n nghiêng bên trái đấy nhập bằng 9 đi rồi các bạn thấy chưa nó nghiêng sang bên này thằng bên này thì sao thằng bên thằng bên này thì nó nghiêng sang bên này hai thằng ngược chiều nhau nghiêng trái nghiêng phải như vậy chúng ta đã hoàn thành hai cái bài viết chữ N rồi. sang cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo là cái bài chúng ta sử dụng để vẽ trái tim. Nguyên tắc cũng y xì như vậy. À, chúng ta sẽ xác định các cái điểm ở trên màn hình để vẽ cái trái tim đó. Xong rồi chúng ta thử vẽ thôi. Ở đây ví dụ như cái trường hợp để chúng ta N bằng 7. Để chúng ta vẽ thế. Sau này các cái hình khác thì chúng ta sẽ tìm quy luật. Ở à, đây thì mình sẽ sử dụng cái trường hợp là N bằng bảy sau đó thì mình sẽ vẽ và xong mình hình dung cái tức là mình hình dung ra cái quy luật của nó và và cách sử dụng của nó để sau này chúng ta ứng dụng chúng ta làm thôi trường hợp hình trái tim thì cũng giống hệt các cái trường hợp kia à, chúng ta cũng sẽ vẽ ra một cái bảng trên Excel chúng ta dễ hình dung à, còn bạn nào mà dễ giỏi tưởng tượng thì không cần vẽ cái bảng này còn thông thường chúng ta gặp một cái bài toán hình tam giác áp dụng hình này cho hình tam giác được không ạ vẽ một hình tam giác ở đây được không vẽ được đúng không ạ chúng ta sẽ xác định các cái điểm thôi và tìm điểm chung của nó là chúng ta xuất ra hàm sao xuất ra ký tự sao tại cái vị trí đó thế thì ở đây thì cái hình trái tim tạm thời thì chúng ta sẽ có một cái hình trái tim như này các tọa độ nó như này các tọa độ này thì là chúng ta sẽ tô vào các tọa độ còn lại thì chúng ta để trắng thế thì cái bài toán của chúng ta cũng y xì như bài toán vừa rồi hay điều kiện thôi ra thử vẽ trái tim nhá các bạn uh, new chọn Python file 75 trái tim rồi uh, bài trái tim chúng ta sẽ để là có cần nhập n không nhỉ thôi thôi coi cứ viết cho trường hợp là n bằng 7 luôn nhá chúng ta để n bằng 7 luôn Đó. mà trả đề n cũng được bởi vì n bằng 7 tí chúng ta viết for i đây for i run cho mặc định luôn còn sau này các bạn thích thêm sửa cái số đấy thì các bạn thử trường hợp là n bất kỳ thêm cái điều kiện đấy nó còn đúng không ở đây thì mình hướng dẫn qua thôi à, ví dụ như chạy đến 7 này thế cái chạy đến 7 này là y sẽ chạy, chạy từ đâu có y in ren nhé các bạn nhé rồi nó đỏ luôn này báo sai đỏ luôn đúng không có y in ren rồi chạy thứ phát nữa nó chạy từ y đến 6 đấy nhưng mà vẫn nhắc lại cho các bạn nhớ đúng không ạ can ship f10 rồi nó chạy từ 0 đến sáu đúng không ạ ở nhắc đi nhắc lại để chúng ta hiểu bài hơn uh, for y e. tiếp theo chúng ta dùng một cái gì for g in range à, tại sao là chúng ta lại phải dùng hai cái này chạy với nhau là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có hai cột như này và khi ghép hai cái cột này nhau với nhau thì nó tạo thành một một cái ma trận đấy ạ ma trận nó có là gì ghê gớm đâu nó chỉ là các cái hàng các cái cột nó ghép vào nhau thôi thì cái này là cái tọa độ của các cái ô ở trong 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 cái ma trận đó thì tại điểm nào chúng ta xác định để viết thôi thì tiếp theo là chúng ta sẽ để dấu hai chấm kết thúc lệnh này rồi bây giờ if if cái gì nè if một nồi này if cái này là phải viết rất dài bởi vì à, hiện tại thì mình cũng đang chưa tìm được cái quy luật cụ thể của nó thì nếu không tìm được quy luật là làm nào à, chúng ta thấy là thằng này là hàng bằng không đúng không chúng viết cho thằng y bằng không đã à, cột y này đúng không y bằng không y bằng không g thì bằng một hai bốn năm thì thì tô đúng không ạ rồi yes cũng sửa nhá. Đấy. Đầu tiên là if y 0 được chưa y 0 n. Tại sao n? Là bởi vì chúng ta thấy là thằng y của chúng ta bằng 0 này, 01 này, y 0. Và thằng j 1. Đấy, à hoặc 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 là thằng di bằng một hoặc thằng di bằng hai hoặc thằng di bằng bốn hoặc thằng di bằng năm thì nó kết hợp với nhau mà chúng ta dùng à... à, không từ 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 mình nhìn lại đã nha à n n n n bởi vì thằng này bằng không và thằng này phải bằng một này Đấy, thằng này bằng không và thằng này phải bằng hai Đấy, chúng ta sẽ dùng làm n Ồ, cái này nó bị rồi cái này sẽ là bằng... nếu y bằng không và à, bằng hoặc Thực ra chúng ta sẽ viết là di bằng gì? Bằng uh, 1, 2, 4, 5 đúng không? Di bằng 1, 2, 4, 5 nhưng nó quá dài nên chúng ta có thể viết là di in. Đấy, 1, 2, 4, 5. Được chưa? Ở trong ta ngoặc cái này nào. Đây là trường hợp thứ nhất, đây là cái dòng thứ nhất này. Hoặc mở. Rồi, đây là cái điều kiện thứ nhất. Các bạn nhìn này, nhìn nhìn, nhìn lại cái này nhá y bằng 0 à, đây y bằng 0 đúng không? tất cả hàng này là y bằng 0 này g nằm trong cái số này tức là g 1 2 g bằng 1 2 4 5 nếu mà g bằng 1 2 4 5 đấy thì chúng ta có thể viết là g in tức là g nằm trong cái, cái các cái số này thì g nó sẽ chạy là 1 2 4 5 nó kiểm tra điều kiện nó thấy khi nào g bằng 1 g bằng 2 g bằng 4 g bằng 5 thì nó sẽ ghép với cái thằng số 0 người ta ra điểm thôi đấy Thế là xong cái dòng thứ nhất rồi dòng thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng là gì hoặc 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 là gì thằng y bằng 1 và g sẽ nằm trong uh, thằng này g bằng 0 này g bằng 3 này đúng không ạ g 3 g là cái số đằng sau nhé y là số đằng trước mà g là số đằng không đằng sau này 0 3 6 được chưa thằng y bằng 1 này hoặc tương tự như thế thằng này sẽ là cóp thằng đây Đấy. y bằng một còn thằng kia là không ba sáu không ba sáu rồi xong hòng xong dòng hai rồi tiếp dòng ba dòng một này dòng hai dòng ba đúng không thì thằng này là y bằng hai thằng kia là g bằng 0, 6. Đúng không và sáu y bằng hai hoặc là ngày y bằng hai Ok là 0 và 6. Được chưa? Tiếp. Hoặc tiếp. Hoặc là thằng y bằng 3 và z bằng 1 và 5. y bằng 3 y bằng 3 y bằng 1 và 5. Đấy, chúng ta cứ viết dài cũng được bởi vì chúng ta đang cần học lệnh để hiểu mà. Còn cái việc sau này chúng ta hiểu rồi chúng ta tìm được cách viết ngắn hơn thì đấy là chuyện đương nhiên. Còn bây giờ chúng ta viết dài cũng được miễn sao chúng ta hiểu và chạy lệnh. Tiếp theo là Y bằng 4 G bằng 2, 4 đúng không ạ? Hoặc là Y bằng 4 và G nằm trong 2, 4 Rồi tiếp theo là hoặc là Y bằng 5 và Y bằng 5 này và Y bằng 3 hết hoặc à, Y bằng 5 N Y bằng bằng 3 rồi kết thúc lệnh bằng dấu hai chấm nhé ờ, lệnh nó dài không không sao chúng ta cứ viết cái lệnh nó dài như thế cũng được sau đó thì chúng ta sẽ print gì cũng là print thằng sao thôi print thằng sao chú sao ra sao là ship 8 phải n n bằng nó để ba dấu cách đi 1 2 3 được chưa eo thì cái eo này là cái gì giống như cái trước thôi là cái eo là L tức là những cái nó gặp những cái ô này nó sẽ tô sao ra còn lại không thuộc những số này thì nó sẽ tô trắng tô trắng thì chúng ta viết ra khoảng trống khoảng trống là print print ra cái khoảng trống dạ. khoảng trống là các bạn không không ghi gì nhá phẩy này Nháy kép thôi phải dấu cách chèn ra ba dấu cách vào rồi và kết thúc mỗi dòng thì của cái vòng for này thì chúng làm gì chúng ta sẽ print ra cái ồ oh, cái này thiếu chữ for này pho này và đẩy thằng pho này ra đẩy cả cụm mới ra kết thúc của mỗi vòng pho là cái for pho này chúng ta sẽ phải print ra một cái xuống dòng là print ra cái một cái dòng trống ta thử chạy nhá cái ship f10 ở từ từ báo đỏ đây này for e in range 7 pho g in range 7 Đấy chưa? chúng ta thiếu số 7 uh à, cái này cái này cái này không phải thiếu mà là do chúng ta viết dài quá nó kéo mấy cái chữ for này rồi à, chúng ta để lại nhé đang thừa một chữ for đây này ừ. for in ren này đúng không để vậy chúng ta viết dài quá nên nó kéo chữ for nó khuất lên là mình nhìn mình tưởng thiếu rồi chúng ta chạy thử nhé có cm 10 rồi được chưa thành trái tim chưa đúng với cái hình mà chúng ta đang xây dựng được chưa? Và bây giờ là chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc này chúng ta có thể vẽ được bất kỳ hình nào nếu muốn. Thế thì các bạn sẽ tự nghĩ ra thêm các cái hình, tự tìm các hình để các bạn tự luyện tập nhé Ở Ngoài ra các cái hình nào mà các bạn cảm thấy khó quá, các bạn không vẽ được hoặc như nào đấy thì các bạn cũng có thể bình luận lại và nếu có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn.